Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay video giới thiệu với mọi người về cái cây kiếm cánh bầu Hưng Yên. Cái này là một trong những cây mắm em thấy là nó cánh bầu và thân lá nó đẹp, và nó là một cây được nhiều người biết đến rồi. Thì em cũng giới thiệu với mọi người để chúng ta biết đến nó và cũng có thể là sưu tầm cái cây cánh bầu Hưng Yên này. Thì đây là tổng thể của cái cây cánh bầu Hưng Yên. Thì em xin phép đi vào chi tiết một chút về thân lá để chúng ta cùng ngắm nó kỹ hơn. Đấy, tập thể là cả chuỗi hoa đây anh chị nhá. Đấy, anh chị thấy không ạ? Hôm nay nó nắng này, là nó hơi nắng đây, mình nhìn nó hơi lóa quá. Đấy, thì đây anh chị nhìn tập thể của cái chuỗi hoa nó rất là dày bông. Đấy, cái kiếm, nếu mà để về chia bông thì cây này nó một trong những cây chia bông khá là dày, và chúng ta cũng có thể sưu tầm được. Cánh hoa thì nó dài khoảng 80 cm anh chị nhá, có thể là hơn 80-90 cm gì đấy. Đấy, cánh hoa rất là dày, dày bông. Còn vào đến chi tiết bông hoa thì đây. Đấy, chi tiết bông hoa anh chị ạ. Chi tiết bông hoa này, anh chị thấy nó nở khá đều và chia khá là đẹp đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái chuỗi hoa của cây cánh bầu Hưng Yên. Nó cũng là một cây rất là đẹp, rất là một cây rất đáng sưu tầm để các anh chị có thể tham khảo đúng không ạ? Rất là đẹp. Tại sao mà những cái cây cánh bầu này thì em lại năm nay em sẽ quay hết những video của cái cây cánh bầu, thì chúng ta có thể nhìn tổng thể cần hoa của nó cũng như là chia hoa xong cánh hoa. Bởi vì nhiều anh chị khi mà mua cây ấy, người ta chỉ chụp mở một bông á, và bây giờ em thấy là những cái trường hợp đó vẫn rất diễn ra rất nhiều. Và người ta chụp một bông, mà khi mà người ta chụp một bông thì cũng không sao cả, nhưng có nghĩa là khi người ta chụp nó chưa nở căng ấy anh chị ạ. Đấy, nó chưa nở căng thì là cái bông hoa chúng ta không phải đánh giá được chính xác là nó ở mức độ nào cả. Đấy, còn như những cái cây này thì nó nở căng như này thì các anh chị nhìn được thì cái cánh bầu của nó đúng thực sự là cánh bầu. Bởi vì những cái cây mà nó mới nở, nở khum khum ấy, chưa nở hết ấy, thì nó cánh nó trông thì nó sẽ tròn hơn. Nhưng thực ra thì cái cây cánh bầu Hưng Yên này thì bông nào nó cũng thế, bông nó khá là giữ form và nó không bị quăn cánh mấy. Đây thì em sẽ anh chị nhìn cái bông dưới cùng. Đấy, cánh nó cũng là dạng cánh bầu khá tròn đúng không ạ? Cái này nó chưa nở hết nhưng nó vẫn là dạng cánh bầu, và những cái bông trên nó cũng thế. Nhưng nó nở đến một độ như thế này thì chúng ta có thể nhận biết được rằng là bông nào nó cũng cánh bầu như thế này, thì nó là một cây rất đẹp đúng không ạ? Cái này thì là mới được sang giá thể cái chậu này được khoảng tầm 1 tháng, khi bắt đầu có nụ thì em mới sang cái cây cánh bầu này vào cái chậu này. Thế thực ra trước thì nó là một cái chậu nhựa. Thế nên là nếu thực ra thì cái cây này anh chị nuôi mà tầm khoảng 5 thân mà thuần chậu ấy, từ 1 thân đến 4-5 thân mà thuần chậu khoảng tầm 1 năm ấy, nói chung là cứ thuần chậu khoảng 1 năm thì cái cây nó sẽ khỏe hơn và cần hoa sẽ dài hơn và có thể sẽ đẹp hơn các anh chị nhá. Cây này do là em mới trồng lại nên là nó cũng hơi chưa đạt chuẩn lắm. Nhưng cây này thì cây cánh bầu Hưng Yên này em thấy là rất là đẹp. So với một số những cái cây mà cánh mai hay là những cái cây mà người ta chụp mà cánh bầu ấy, thì em đánh giá cái này nó cũng khá là cao. Bởi vì nó tất cả những cái bông hoa của nó đều cánh bầu, và nó nở căng ra thì nó vẫn giữ được form của nó và thân củ của nó thì chắc em sẽ nói. Nhưng còn em đang nói chi tiết về cái hoa để chúng ta nhìn được từng bông. Bởi vì khi mà chụp có 1-2 bông á thì người ta sẽ chụp những cái cây mới hé các anh chị, chứ không ai người ta chụp vào cái cây nở căng. Đấy, nhưng còn đây thì bộ video như này mọi người nhìn được những cái bông nở căng rất là đẹp đúng không? Và cả chuỗi hoa của nó rất là dày, dày bông, và tỷ lệ chia rất là đều, nó không bị chỗ thưa chỗ dày như là một số những cái cây kiếm khác. Anh chị thấy không ạ? Thấy nó gần như rất là dày đúng không? Dày bông. Một cái cần như này thì nó khoảng 30 bông hoa gì đó, khoảng 20-30 bông gì đấy, tầm 30 bông thôi, nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp rồi đúng không ạ? Thì cái cây cánh bầu Hưng Yên này thì em sẽ giới thiệu về thân lá một chút anh chị nhé. Thân củ cây này khá là to, đây chị nhìn
những cái lá thân củ nó khá to dài trên. Đây là với những cái cây là chưa là nuôi là trưởng thành rồi nhé anh chị nhé. Đương nhiên là nó cũng sẽ có những cây nhỏ hơn, những cây to hơn. Cây này là dạng trung bình. Thì đây em sẽ nói về một cái củ của nó. Củ này rất là to. Như củ này nó khá là to đẹp. Củ này thì nó cũng phình tròn. Nếu mà để nói nó giống cây nào thì nó khá là giống cái dáng củ, dáng lá. Cái này nó giống cái cây phổ thông. Đó chính là cây xanh Huế. Dáng củ này. Dáng củ nó cũng tương đối tròn khi mà mình trồng nổi. Anh chị trồng chìm thì nó sẽ củ sẽ dẹt nhá. Củ nó sẽ dài hơn, nó dẹt hơn. Còn anh chị mà trồng nổi củ cao lên ấy, thì nó sẽ tròn và phình ra. Phình tròn cao, khả năng phình tròn nhiều hơn. Anh chị nhá. Cái trồng cao này và mình cho nhiều phân nó sẽ phình tròn. Đấy. Còn cái dáng lá này thì dáng củ này thì nó khá giống với cái xanh Huế, bởi cái lưỡi nó cái cánh à cái lá của nó này. Kiểu dạng cái thìa lắm. Đây, úp úp kiểu dạng cái thìa hay gì này. Đấy đúng không ạ? Anh chị nhìn nó khá giống đúng không? Nhưng mà để mà nói những cái cây kiếm tiên vũ của rừng Việt Nam ấy thì nó có rất là nhiều dạng lá giống với cái cây như này. Lá kiểu thìa này chứ không phải chỉ cây xanh Huế. Như em nói đó chính là một số những cái cây cơ bản. Như cây xanh Huế nó cũng là một cái cây cơ bản và một cây phổ thông thì mọi người có thể tham khảo thì nó cũng rất là dễ. Bởi vì nó là cây phổ thông, chúng ta nên đánh giá từ những cây trung phổ thông. Thì từ những cây phổ thông đó chúng ta mới đánh giá những cái cây khác là giá trị đến mức nào. Bởi vì phải có một cái mức để chúng ta đánh giá. Ví dụ như cây xanh Huế thì nó đạt ở mức nào, thân lá nó đạt ở mức như nào, bao nhiêu điểm, thân to, lá to đến mức nào, củ to làm sao, đẹp như nào, chia hoa làm sao, đúng không ạ? Nó phải có một cái định mức thì chúng ta mới có thể đánh giá những cái cây khác được. Thì đây là cái dáng tổng thể thân lá của cây cánh bầu hương yên. Cây này thì lá của nó là to, có thể là như những cái lá đây nó có thể đạt từ 4 đến 5 cm. Nhưng có một số anh chị có thể nuôi to hơn. Như những cái lá này thì em nghĩ là phải tầm độ 4 cm đến 5 cm gì đó. Tầm 4 đến 5 cm. Lá đây. Đấy, nó cũng khá là to anh chị. Và nó dài được khoảng từ 50 đến 60 cm. Ví dụ như những cái củ trước mặt anh chị đây, củ rất là tròn ấy, củ lá không phải củ lá dài ngoằng ở trên đâu. Thì như cái củ này thì nó rơi khoảng tầm độ 55 cm. Còn cái củ dài kia thì nó khoảng hơn 60, khoảng 65 cm. Cái củ dài đấy, củ lá dài đấy thì nó dài khoảng tầm 65. Thì nó cũng có thể dài 70 hoặc 75, phụ thuộc vào là nếu như anh chị mà nuôi mát thì lá nó sẽ dài và lá nhỏ. Nó chỉ lá nhỏ và dài. Khi mà anh chị nuôi nhiều nắng thì lá nó to và nó ngắn hơn, củ to hơn. Đấy là nuôi nhiều nắng anh chị nhé. Đấy là về một số cái cơ bản với cái cây kiếm cánh bầu yên. Cái này thì nó là thân mầm tím như những các cây khác đó anh chị nhé. Đây là có một cái mầm anh chị nhé. Một cái mầm này. Đấy, mầm tím. Đấy, có những cây nó chỉ phớt một chút thôi. Khi mà mình nuôi mát thì cái tỷ lệ tím này nó sẽ ít hơn này. Còn nuôi càng nhiều nắng thì tỷ lệ tím càng nhiều. Đấy là theo những cái kinh nghiệm của em là như vậy. Đấy. Còn tiếp theo là đến cái bông hoa. Bông hoa của cái cây cánh bầu nghiền này thì nó khá là dày. Dày hoa. Lượng chia bông thì anh chị nhìn đây thì cũng thấy đúng không? Nó rất là dày. Còn để so sánh thì nó cũng rất là khó. Bởi vì dòng tiên vũ cánh bầu này thì đây nó là một trong những cái cây khá là đẹp. Và cũng được mọi người yêu quý nên là cũng được gọi tên là cánh bầu hương yên. Thế còn nếu mà như những cái cây tiên vũ mà gọi là cánh hơi bầu mà nó cánh nó hay bị phá cánh ấy, nó hay bị quăn ấy. Cánh nó không được giữ khuôn như cây này á thì người ta sẽ gọi là mắm. Người ta hay gọi là mắm. Đấy, chứ còn thực ra cái cây cánh bầu hương yên này thì nó chỉ là mắm thôi. Tất cả những cái loại tiên vũ hoa màu vàng tím này thì người ta hay gọi vui là như vậy. Nhưng ra tên của nó thì là tiên vũ, kiếm tiên vũ. Đấy, thì chia tỷ lệ hoa của nó đây mọi người nhìn nó rất là dày. Đúng không? Nó khoảng tầm 30 bông, khoảng gần 30 bông hoặc 30 bông gì đó, khoảng gần 30 bông. Em chưa đếm nhưng mà nó tầm đấy. Thì cái cây này nó một cây tiên vũ hoa vàng tím bình thường ấy thì là cánh của nó là hoa màu cánh màu vàng tím. Và cái trụ nhụy của nó là màu vàng tím anh chị nhé. Đấy, ví dụ như cái bông đầu tiên đây, cái trụ nhụy nó là cái chính là cái ở giữa đấy, cái chỗ mà cái con kiến đang bò đó. Đấy. Đấy, chính giữa của cái bông hoa thì là cái trụ nhụy, cái trụ phấn ấy. Thì cái này thì nó là màu vàng tím. Đấy, và ở trên đỉnh của nó thì mọi người hay gọi là mũi, thì gọi là mũi vàng, nhưng mà chả ai gọi là mũi đâu. Nhìn chung nó phải phân ở từ cái trụ nhụy cơ.
cả một cái cựa trụ nhụy đấy nó đổi màu thì người ta gọi là thùy trơn. Như thùy trơn hiện tại thì người ta gọi rất là nhiều tên khác nhau, người ta đều gọi đặt tên rồi, như những cái cây chấn sơn vị hoàng hay là một số những cái cây khác. Thì nói chung anh chị có thể tìm hiểu thêm trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa, nó cũng có rất là nhiều cây, em nói rất rõ trên đấy rồi. Thì mọi người có thể tham khảo thêm một số cây trên YouTube hoặc là website trên Thiên Đường Ngàn Hoa, em là viết rất là chi tiết rồi. Cảm ơn tất cả các anh chị, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cái cây lan kiếm khác, với những cái cây hoa lan đột biến cũng như là những cây hoa lan đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.